Dạ. Bán bán này À, mình bỏ đồ bán đoạn trong này được đấy hả? đồ đi biển này. À, đồ đi biển mình cất đây luôn hả? Đồ Trong này đây là anh à, luôn. cái hôm nay mình xây năm nào ông? Đấy. Cái hôm nay mình xây năm nào? Cái hôm nay mình xây lâu chưa? Lâu rồi, lâu rồi, không có được lâu rồi. Dạ. Hầu rồi, hầu có muốn Dạ. làm hầu À, con xây ra rồi. Hầu có chút nữa. Hầu gửi luôn á. à dạ. Ông theo ông nhìn nhận thì cái cơn bão đợt này thì nó còn mạnh không? Trời nắng nôi, đang còn nắng nôi thế này mà. Nè Dạ. nè lắm. Bão này sẽ nặng hả? Bố đẹp lắm. Dạ. Đấy. Bố là bố em là sau có đây rồi rất nhiều thứ với em ở rất Trong đời ông là chứng kiến cơn bão nào là mạnh nhất? đấy trong bố và bạn nhất là tôi có đây đây tôi có đây nhất này Dạ. chưa hợp đó Rồi xưa cơn bão sang xê sang đô sao? đấy Chăn chu đô sao? tôi luôn rồi cũng Dạ. do học ngay không không biết Dạ. rồi Dạ. chúng ta chúng rồi biết Dạ. rồi thì giờ Dạ dạ. đây rồi chúng ta rồi Dạ dạ. Mình mang đồ đoàn đồ ra thôi, rồi. Đây, chuẩn bị sẵn sàng thôi chứ. Dạ. chào chị luôn Dạ được không? đồ 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 con rồi chào chị nhé chào chị rồi nhé rồi Trời, nhiều người là chủ quán đấy chứ. Hôm nay mình làm năm nào đấy anh? Năm 2010. 2010 à? Mình trụ được mấy mùa bão rồi? Sau bão Tân Chu tới giờ đó. Dạ. Bão là cho mấy đứa nhỏ với lại người lớn tuổi xuống này ngủ. Dạ. Lúc xưa chăn chú bây giờ mấy đứa ní nó lớn thì cả đấy phải không? Rồi sau ở Tân Chu mấy đứa này ngủ nhiều lần rồi. Dạ. Anh theo kinh nghiệm của anh thì nhìn nhận thì cái cơn bão này nó có vào đây nó Ghê mạnh quá, không? ghê quá. À. Bảo thì chưa từng nghe bao giờ luôn á. Dạ. Cái độ này với lại cái nó đi nhanh quá. Dạ. Cái vị trí luôn Dạ. Nhà anh có bao nhiêu người ạ? Nhà bây giờ hiện tại bây giờ là có 6 người. Dạ. 6 người bây giờ ở dưới hôm nay có đủ không? Có đủ diện tích không? 6 người thì ở thoải mái. Dạ. Rồi ăn uống rồi nước non rồi thực phẩm rồi mình. Nước đem nước với lại mì tôm với lại bình ga xuống đây là xong rồi. Dạ. Không lo gì hết. Dạ. Đèn dầu ở dưới này bão thấp nó không tắt mà. Dạ. Anh ba người con gái luôn đó hả? Dưới này nó kín gió lắm. Ba người con gái và hai vợ chồng với ông ba hay sao? À, ông bà mất rồi. Dạ. Một trai ba gái. Dạ.